nghệ sĩ Mạc Cang sắp vào trung tâm dưỡng lão. Thông tin từ Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ xin của nghệ sĩ nhà văn Mạc Cang về trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đã được hội trình lên Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và đang đợi quyết định chính thức. Theo nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tới các nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ gạo cội và thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các nghệ sĩ. Với trường hợp Mạc Cang, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng đại diện cho hội tới thăm, tặng quà và động viên tinh thần cho nghệ sĩ. Hội cũng đã giúp đỡ Mạc Cang làm hồ sơ để xin vào an dưỡng tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè và đang chờ quyết định chính thức từ Sở Văn hóa Thể thao để có thể đưa Mạc Cang vào trung tâm theo mong muốn của ông. Ngoài tin trên, Mạc Cang đón nhận thêm một tin vui nữa là tập truyện ngắn Ma Gánh Hát với Ma Bệnh Viện viết chung cùng nhà văn Nguyễn Đồng Thất đã được nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản trong đầu tháng 4 này. Cuốn sách này ra đời theo một cách khá thú vị. Trong một lần tới thăm Mạc Cang, nhà văn Nguyễn Đồng Thất đã khích lệ Mạc Cang bằng câu nói: "Tôi với ông xem ai viết nhanh hơn." Mạc Cang đã nhận lời, thế là dù bệnh tật, đi lại khó khăn, hai nhà văn đã làm một cuộc đua đầy hào hứng để cho ra tập truyện trên. Mạc Cang chia sẻ, đây là một trong những phát hiện khá chậm của tôi về ma, có lẽ nhiều người đã biết rồi nhưng không nói. Một người còn sống, dù già hay trẻ cũng có một hay nhiều con ma thân yêu hay là ganh ghét vô hình bên cạnh. Nếu hiểu được vậy, cuộc hội ngộ này sẽ vui vẻ, người ta không còn sợ ma quỷ nữa. Đôi lúc ma còn sợ người và người làm cho ma sợ. Nhà văn Nguyễn Đồng Thất thì quả quyết, gì thì gì tôi vẫn không hề tin chuyện có ma, thân hồn nát thần tính, chỉ vậy thôi, ai tin có ma thì sẽ thấy, bởi nó là cái chỉ trong tâm tưởng mình, tôi nghĩ vậy và tôi cứ yên tâm nằm ngủ.